Hello Nam, lại là mình đây. Cường Keller của anh em đây. Thì như anh em thấy là mình đang ở trong một game tự chiến anh em, nhưng mà thua mất hai game đầu rồi. Thì lại là hành trình bắn tự chiến tấu hài của anh em mình. Anh em xem thử có gì đặc biệt hơn. Anh em xem video nhớ để lại cho mình xin một like nha. Chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Anh em bấm luôn nút chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thông báo cho anh em nha. Ok, cùng chiến thôi anh em. Tới ngoài gào thằng nha bé, nó tới đó. Vô luôn tôi, cô đưa tới bên, cô đưa tới bên, nó gác nhà hai, nó mày first blood nhà đứa nữa rồi. Cậu bởi nghe một thằng nó mới bưng nhà thời gian rồi tới đây nè. Đây nhà double kill. Double kill. Chắc nó cộng máu lại. Thiếu gì mua đi. Need equipment. Xe bên đây nó nhảy trộn, nó bắn xe lên, nó bắn chết hai luôn rồi kìa. Tư đừng đẩy lên nha anh Tư. Tư đừng vô anh Tư, ông cầm xuống tường bên phía sau vậy. Cuộc máu rồi. Cuộc máu nó luôn rồi mày, chở mày. Nhà nó hết luôn như ta. Phải chạy đi chứ ta. Quái trời. Kìa nó xuống tới chỗ đó rồi kìa. First blood. Trong nhà nó đông lắm á anh ơi. Trong cái hốc này nè. Đừng chơi. Chơi nó nữa. Còn thằng ở đây rồi, còn thằng ở đây. Đâu rồi, ngay góc tường. Gần quá.
Đó, tao lấy lựu đạn, lựu đạn. Chị nhìn từ cạnh góc đó nha. Tới đây với. Đâu bên kia nó qua mà đứng mày ke bên đây, lát cái thằng sau lưng nó bắn hồi nãy. Cái thằng nó bắn anh nãy giờ. Trong nhà có thằng kia kìa. Đó đó đó, mà nó không nóc á. Trong khi đó nó giáp 2. Mình giáp 3. Trên nhà kìa, ló trên nhà kìa. Thằng ngay bồng bông nữa kìa. Thấy cái đầu nó hả? Tư cho đứng một cục từ lư đó vậy kìa. Vô lên Tư. Bên đây ba thằng nha. Ma cái đầu thấy thương chưa? Ôi, tụi ma thấy đẹp chưa? Nó vô nhà mình rồi. Đây. Nhà. À mày. Cái này nó trâu á. Tới. Nó vô đó. Knock. Còn thằng ngoài chân. Triple kill. Chết thôi. Má lần cuối đầu này nó trâu lắm nha anh em ơi. Trông lạ lùng. Mẹ. Hồi nãy anh xếp nó cũng quá chừng. Need equipment. Ok, vậy là team mình cũng win anh em. Cũng khá là căng thẳng ha. Thì mình cũng đang cố gắng hoàn thiện kỹ năng để bắn headshot các thứ nó ok hơn, để anh em có nhiều video hay hơn ha. Thì mình rất mong là anh em sẽ để lại cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hơn nha anh em. Ok, cảm ơn anh em. Hẹn em ở video tiếp theo. Bye bye.